quen chăm nha anh em. Thẻ đăng ký lần đầu 1998. Ô mới. Xe y như video, các vị quý quen em coi. Máy im ngon, bình đề đèn đốm đầy đủ. X1 thẻ đăng ký là 1998. Xe thì máy móc để làm rồi thì cũng đỡ phải tả nè ha. Nói vậy là đã hiểu rồi. Máy móc làm rồi im ngon. Rồi giá 15 năm. Xin cảm ơn.